để tìm được một nguồn hoa lan hồ điệp đà lạt chất lượng và uy tín thì tôi sẽ phải đi tham quan rất là nhiều vườn để mà có thể tìm kiếm ra được các cái vườn đảm bảo cho mình về chất lượng cũng như là uy tín của các vườn thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một vườn hoa lan hồ điệp tại đà lạt à, và trong cái khoảng thời gian này thì tôi đi tham quan rất là nhiều vườn để mà khảo sát cũng như là đi tham quan các vườn hoa xem vườn hoa nào chất lượng để mà mang đến cho khách hàng cũng như là những đối tác của mình những cái nguồn hàng hóa đảm bảo về chất lượng đảm bảo về uh, số lượng cũng như là màu của các loại hoa bởi vì như anh chị đã biết hoa lan hồ điệp rất là nhiều màu nếu như mà chúng ta không có đủ màu thì cái việc kinh doanh của chúng ta sẽ rất là khó khăn nếu như mà hoa không đảm bảo về mặt chất lượng thì chắc chắn một câu là anh chị sẽ bị uh, hoa hỏng cũng như là bị khách hàng họ không có cái niềm tin và đặc biệt là những cái sản phẩm khi đã đến với tay với khách hàng rồi thì những cái chậu hoa đấy lại phải quay trở lại cũng như là chúng ta phải mất công qua sửa chữa thì cái nguồn hàng nó là một cái yếu tố quan trọng mà anh chị cần phải tìm yes. hiểu kỹ và đây là một vườn hoa lan hồ điệp tại Đà Lạt với cái quy mô và diện tích rất là lớn và mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái vườn lan này với diện tích để phục vụ hoa Tết thì có thể lên đến 20.000 uh, m2 à, trong cái vườn lan này thì đây là những cây trưởng thành và cây phục vụ cả hoa ngày thường và hoa ngày tết đây là các cái sản phẩm chậu hoa lan ngày thường hoa lan hồ điệp đà lạt thì với cái chất lượng của hoa cánh dày và mặt bông nó được ngửa đều cũng như là chất lượng từ rễ cho đến các cái lớp lá để đảm bảo làm sao đủ dinh dưỡng nuôi hoa trong cái khoảng thời gian chúng ta vẫn trưng bày ở gian hàng à, đi sâu vào bên trong thì anh chị có thể thấy đây à, các cái vòi hoa Thời điểm này thì đang là tháng 10 thì có thể là sắp tới nó sẽ là Noel thì và các cái dịp Tết thì đối với các cái vườn hoa làm cả ngày thường và phục vụ ngày Tết thì sẽ có đủ các cái loại hoa cũng như là thời điểm nào họ cũng có hoa để xuất yes. cho khách hàng. À, đây là các cái bầu hoa anh chị có thể thấy được. Đối với hoa thì luôn luôn phải xét về dễ các lớp lá cũng như sau đó mới đến là chất lượng của uh, ngồng hoa bởi vì là với những cái cây hoa Tết chúng ta đi xem thì chúng ta ở cái thời điểm này cũng như là giáp Tết thì chúng ta không thể nào chúng ta nhìn được là hoa nó nở như thế nào và chất lượng như nào nhưng với kinh nghiệm là các năm đã kinh doanh cũng như là nhập hàng của khách hàng của các đối tác thì mình phải lọc ra các cái vườn đảm bảo về chất lượng và uy tín à, cũng như là khi có kinh nghiệm nhìn về bầu hoa lá hoa để thời điểm nào mình biết được là hoa có đạt chất lượng hay không và mình sẽ mời anh chị em đi sâu vào bên trong này có thể thấy đây là lan vàng. Đây là vườn lan vàng. Cái bông hoa như này thì chỉ trong vòng độ tầm 5 cho đến 7 ngày nữa là được xuất bởi vì nó đang được 4 hoa. Có thể là người ta sẽ xuất từ 5 cho đến 6 hoa. Cũng những đơn vị họ có thể xuất là cái số lượng hoa nó nhiều hơn hay ít hơn đấy là tùy yêu cầu của nhà của khách hàng thì nhà vườn sẽ xuất theo yêu cầu. Và bây giờ mình sẽ mời anh chị đi tham quan là vườn hoa lan phục vụ cho dịp Tết 2024. Và bây giờ mình sẽ mời anh chị đi vào trong này để xem cái vườn hoa này là cái các cái loại hoa phục vụ cho dịp Tết 2024. À, anh chị có thể thấy là với các cái vườn hoa họ đều được lọc ra để mà đảm bảo được về điều kiện thời tiết cũng như bảo quản từ gió cho đến là nhiệt độ làm sao cho hoa nó phù hợp và ra đúng cái thời vụ Tết. Đây là bầu hoa 3.5 và cây hoa này sẽ ra đúng vào cái dịp Tết để phục vụ cho khách hàng. Thì như anh chị có thể thấy là cái thời điểm này chúng ta không có nhìn được cái ngồng hoa như thế nào rồi bông hoa như thế nào mà chỉ có thể đánh giá và phân tích vào từ rễ cũng như là lá của cái bầu hoa lan hồ điệp mỗi một cái vườn như này thì có thể lên đến sản lượng là vài vạn hoa và bên trong này nữa rất rất nhiều các cái vườn hoa đều được uh, chăm sóc và bảo quản với số lượng công nhân được phục vụ hàng ngày uh, công nhân thì luôn luôn phải thay ti cũng như là chăm sóc và luân phiên hàng ngày thì mới đảm bảo được với chất lượng của bông hoa được đây là cái công đoạn mà kẹp từ cái ngòng hoa cho đến uh, ti sắc để làm sao giữ cho cái thân của bông hoa nó được thẳng phải không chị công sức mà để ra được một bông hoa rất là kỳ công nếu như mà các vườn hoa mà họ chỉ trồng theo cái cách đơn giản và thông thường thì chất lượng hoa sẽ không thể nào đảm bảo để phục vụ cho khách hàng được